bom tấn alien của so ji sắp kim u bin ryu jun và kim tae ji xác nhận sẽ được khởi quay vào tháng này dự án phim điện ảnh mới của ryu jun kim tae ji joe u jin kim yui sung kim u bin so ji sắp yam jung ah và yu che miyeng mang tên alien sẽ được khởi quay vào tháng này theo các báo cáo mới nhất bộ phim alien của đạo diễn choi jong hun đã hoàn tất kịch bản và sẽ khởi quay trong tháng này được biết bộ phim sẽ được sản xuất thành hai phần Cả hai phần sẽ được quay cùng một lúc và thời gian dự kiến hoàn thành là khoảng 10 tháng. Bộ phim sắp ra mắt của Choi jong hun thuộc thể loại khoa học giả tưởng. Nội dung kể về người ngoài hành tinh sống ở Hàn Quốc. Dự án này được cho là phiên bản mở rộng của tác phẩm trước đó tiểu quái u Uchi, bộ phim mới thu hút sự chú ý khi sở hữu dàn dàn diễn viên đình đám. Đang được công chúng quan tâm như Ryu Jun Kim Tae Ji, Zhou Jin, Kim Yui Sung, Kim U Bin, So Ji Yam Jung Ahat ah và Yu Che Myung với dàn diễn viên hàng đầu, và, được chỉ đạo bởi đạo diễn Choi Jong-hun. Alien chắc chắn là một bộ phim cực kỳ, được khán giả kỳ vọng và mong đợi, theo kế hoạch phần một phim Alien, dự kiến ra dạp vào năm 2021. Tôi mới học lớp xóa mù chữ, nên đọc không trôi chảy mong quý vị thông cảm, trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.